Hành trình nào cũng có những bắt đầu và kết thúc. Và em vừa kết thúc một cuộc hành trình của một cô gái độc thân để bắt đầu hành trình xây dựng gia đình nhỏ của chính mình. Khi anh xuất hiện, có rất nhiều điều xảy ra mà chúng ta không thể nào nói hết thành lời. Trong những khoảng thời gian khó khăn, anh đều ở cạnh em để an ủi, chở che, để chúng ta có thể vượt qua đến hiện tại. Và bây giờ cũng vậy. Cảm ơn anh. Con cũng xin cảm ơn bố mẹ, người đã sinh ra con, nuôi dạy con khôn lớn đến bây giờ. Và tiếp theo, con xin cảm ơn bố mẹ chồng, người đã cho con một người chồng, một người bạn đồng hành cùng con từ giờ cho đến sau này. Em xin cảm ơn tất cả những anh chị em, bạn bè đã hỏi thăm an ủi vợ chồng mình trong suốt hành trình vừa qua. Cảm ơn tất cả mọi người. Thank you.
mong đợi bao lâu. Ngày mà em và anh, ngày mà bố mẹ gia đình hai bên đều ngập tràn những niềm vui, những tiếng cười, đó là ngày chung đôi. Hy vọng sau này, chúng ta sẽ luôn là những người bạn đồng hành cùng nhau, luôn hạnh phúc như những phút ban đầu và luôn cố gắng vì